Hello mọi người, chúng ta cùng đến với trận đấu đôi nam lứa tuổi trên 30 giải cầu lông hội làng thôn Ô Cách mở rộng lần thứ tư. Phía gần màn hình là cặp đôi Trung Nghiệp của Bắc Ninh luôn đúng không anh? Của Bắc Ninh. Và đối thủ của họ là cặp đôi Phương Hải, cặp đôi thầy giáo đến từ trường Sư phạm Thể dục Thể thao Hà Nội. Đấu này theo ông quan sát thì khả năng là sẽ có sự chênh lệch nhất định. Cặp đôi Phương Hải sẽ được đánh giá cao hơn. Ở trận đấu trước thì cặp đôi Phương Hải đã giành chiến thắng trước hai cặp đôi rất mạnh cùng lứa tuổi. Đó là cặp đôi Nam và Mạnh Nho. Và cặp đôi Phạm Đức Thương Quảng Ninh và Hoành Chủ Quảng Ninh. Phương Hải tại giải đấu này rất là sáng giá, rất sáng giá cho chức vô địch lứa tuổi trên 30. Nàng nghe thế là biết là không qua lưới rồi. Đấy, A Mạnh lên tính rất là qua, qua lưới rất nhanh. Tham gia thi đấu tại giải hội làng này đều là các vận động viên hàng đầu trong lứa tuổi của mình, có trình độ rất cao.
số 13-6. Các vận động viên tiến hành đổi sân, trận đấu sẽ đánh một set 2:25. Từ buổi chiều ngày hôm nay bắt đầu vòng trong rồi thì tất cả các trận đấu đều sẽ rất hay và căng. Mọi người có thể xem tất cả các trận đấu của chất lượng tốt nhất trên kênh YouTube của Quốc Hùng Badminton. Kết thúc.